anh chị coi kiểm tra lại bóp tiền điện thoại mình nha. Mất nhà xe không chỉ anh chị nha anh chị. Rồi dạ, dép mình xách tụ lên trước công an giùm em. Mình có đồ chứ, mình có đổi chứ, xuống lấy giùm em nha anh chị ơi. Khi nào mình